Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tối 12 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân vụ ba công nhân thiệt mạng trong hầm thủy điện Nậm Củi 1, huyện Nậm Nhùn. Trước đó, khoảng 3 giờ 50 phút ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo xảy ra vụ ngạt khí trong khi thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Củi 1 do công ty cổ phần Nậm Củi 1 làm chủ đầu tư thuộc khu vực bản Lồng Ngài, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Thời điểm này, trong hầm có 3 công nhân thi công đang bị mắc kẹt. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an tỉnh Lai Châu trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tập trung phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn thực hiện các biện pháp cứu nạn, cứu hộ. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường khu vực cửa hầm và khảo sát đánh giá khu vực xảy ra vụ việc. Khoảng 2 tiếng sau, tổ trinh sát tiếp cận được người bị nạn đầu tiên cách cửa hầm 1130m và tiếp tục phát hiện hai nạn nhân trên cabin máy xúc cách vị trí nạn nhân đầu tiên 20m. Danh tính các nạn nhân được xác định là Vư Tờ S, 41 tuổi, Thào A AT, 38 tuổi và Phùng L LU, 31 tuổi là công nhân của đơn vị thi công công trình. Nạn nhân được lực lượng chức năng địa phương đưa về trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn để khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình các nạn nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các ngành liên quan xác minh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 7, bà Nguyễn Thị Liên ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam lộ bị công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội giết người. Công an cho biết chiều mùng 4 tháng 7, bà Liên và người chồng là ông Nguyễn Mạnh Tê, sinh năm 1964, xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Sự việc được hàng xóm can ngăn. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày mùng 5 tháng 7, do còn tức giận nên bà Liên nảy sinh việc lấy axit đổ vào người chồng khi ông này đang nằm ngủ trên giường. Lúc này chồng của bà Liên được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, các vết thương do sự hủy hoại của axit diễn biến nặng dẫn đến chồng bà Liên qua đời vào ngày mùng 10 tháng 7. Nhận được thông tin Công an huyện Cam Lộ đã đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 9 tháng 7, Công an huyện Cam Lộ đã chuyển kết quả điều tra vụ việc ban đầu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để thụ lý vụ án theo thẩm quyền. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra và làm rõ. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca bệnh nhiễm vi khuẩn ăn thịt. Nam bệnh nhân 64 tuổi ở giao thủy Nam Định được đưa đến khoa hồi sức nội khoa và chống độc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị nhiễm trùng cảng bàn chân lan nhanh sau khi có vết thương hở do tiếp xúc với nước trong khi làm ruộng. Người nhà bệnh nhân cho biết chỉ vài giờ sau buổi làm đồng trở về nhà, tổn thương ở vùng gan bàn chân quanh vết thương hở của bệnh nhân lan nhanh lên cảng chân và đùi trái. Bệnh nhân bị đau bút nhiều, xuất hiện phỏng nước, thâm tím vùng da tổn thương, rối loạn cảm giác. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cân mạc hoại tử gây nhiễm trùng nhiễm độc nặng. Bác sĩ điều trị thông tin, ngay khi nhập viện bệnh nhân được thở máy, lọc máu, rạch mở rộng vùng da cân tổn thương, cấy dịch vết thương, cấy máu. Kết quả cấy máu của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Vibrio vulnificus, một loại vi khuẩn gram âm được xem là một trong những vi khuẩn ăn thịt nguy hiểm. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang, khoa hồi sức nội khoa và chống độc, trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vi khuẩn Vibrio vulnificus được tìm thấy trong môi trường nước mặn, nước lợ ven biển nhiệt đới và cận nhiệt đới với nhiệt độ nước trên 20 độ. Nguy cơ nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus có thể do ăn các thực phẩm chứa vi khuẩn như hào sống hoặc phơi nhiễm vi khuẩn qua vết thương hở như tiếp xúc trực tiếp với nước biển, nước lợ trong lao động, vui chơi ở trên biển. Đối tượng dễ nhiễm khuẩn là người có bệnh mạng tính, suy giảm miễn dịch, bệnh tiểu đường. Tổn thương thường gặp là sưng đỏ và đau, phỏng nước hoặc viêm mủ, hoại tử da lan nhanh trong vài giờ, vài ngày, kèm theo các triệu chứng nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân, sốc, tụt huyết áp, suy tạng, hôn mê và tử vong. Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm loại vi khuẩn ăn thịt người này, bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang khuyến cáo, người dân cần tránh ăn hải sản sống, tránh tiếp xúc vết thương hở với nước biển, nước lợ hoặc hải sản sống, đặc biệt là các loại có vỏ cẩn thận hơn đối với người cơ địa suy giảm miễn dịch, tiểu đường, bệnh mạng tính. Rửa vết thương bằng xà phòng và nước sạch nếu có tiếp xúc với nước biển, đến ngay cơ sở y tế nếu có bất kỳ triệu chứng sưng đỏ, phỏng nước nào ở vùng da tổn thương sau khi tiếp xúc với môi trường có nguy cơ. Mới đây, sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, được sự vào cuộc tích cực của Tri Cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận và Công an xã Hàm Liên, Chị TTBD đã đón thành công ba con nhỏ của mình đưa về nhà. Trước đó, sau khi xem xét đơn yêu cầu của chị TTBD, xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục là tình thế khẩn cấp, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Cụ thể, tòa đã giao cháu NNBI 10 tuổi, NNHA 4 tuổi và NKL 2 tuổi là con ruột của chị TTBD đang sống với cô ruột ở xã Hàm Liên cho chị TTBD nuôi. Hôm 11 tháng 7, anh ca, chồng cũ của bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã đón con gái nhỏ của mình là cháu TNTN 5 tuổi về với gia đình. Trước đó, ngày 3 tháng 7, anh Ca đã đón con lớn 10 tuổi của mình về nhà sau khi tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết cũng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Chị TTBD đã bật khóc cho biết sau gần 3 tháng xa các con, đến nay bốn mẹ con mới được đoàn tụ. Chị D chia sẻ: Mấy hôm trước đứng từ xa nhìn các con xanh sao vô hồn mà thương đứt từng đoạn ruột. Tôi chân thành biết ơn rất nhiều tổ chức cá nhân đã hỗ trợ giúp đỡ cho tôi và các con được gặp lại sau gần 3 tháng xa cách. Theo trình báo của chị D, từ tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024, chị bị chồng cũ và người thân của gia đình chồng cũ thường xuyên dùng tay chân và các vật dụng khác đánh gây thương tích tại nhà chồng cũ ở phường Phú Thủy. Do thương con và muốn ở lại chăm sóc con nên chị D đã cam chịu không báo cho gia đình và mọi người biết, cũng không cầu cứu ai. Kết quả giám định thương tật cho thấy chị TTBD bị 10 vết thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 20%. Trong đó có các vết thương gãy xương chính mũi, tỷ lệ 7%, gãy xương sườn 7, 8, tỷ lệ là 4%. Ngày 9 tháng 6, công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Thị Ngọc Lan 36 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết và Nguyễn Thị Hoài Diễm 40 tuổi, trú tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Công an thành phố Phan Thiết cũng khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Tâm, 50 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình và Trần Hữu Tình, 33 tuổi, trú tại phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết về hành vi giữ người trái pháp luật. Sau khi công an Phan Thiết khởi tố, bắt giam những người liên quan, chị TTBD đã nộp đơn đến tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết để giành quyền nuôi con. Ngày 12 tháng 7, Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo đó, năm 2021, người phụ nữ có tên viết tắt là LTHT, ngụ huyện Hóc Môn, có mua một thửa đất 420,3 m2 nằm trong thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15 diện tích 892,9 m2, số CO940650 tại địa chỉ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của ông NVT và bà NTCN làm chủ với giá 2,4 tỷ nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022, bà LTHT thông qua LVV 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi giới thiệu và quen biết ông Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì Phúc đồng ý. Mặc dù không có chức năng hay mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ bằng cấp giả nên ông Phúc đồng ý. Ông này yêu cầu bà Tê đưa 135 triệu đồng để lo thủ tục. Bà Tê chuyển cho ông Phúc 70 triệu đồng. Nhận được tiền, ông Phúc lên mạng xã hội thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Ông Phúc đưa cho bà Tê một bản, còn một bản giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì giữ lại, hẹn đến khi nạn nhân đưa nốt 65 triệu đồng sẽ trả lại. Sau khi hành vi bị phát hiện, ông Phúc trốn sang Thái Lan. Qua một thời gian ngay ngóng tình hình, nghĩ rằng sự việc đã lắng dịu nên ông này quay về Việt Nam. Ngay khi vừa về lại Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã triệu tập ông Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co thì ông này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Trước khi vi phạm pháp luật, bị can Nguyễn Minh Phúc là người từng gây ồn ào trên mạng xã hội với vẻ ngoài cạo đầu chọc, mặc áo tràng, Phúc tự xưng mình là sư thầy Thích Tâm Phúc, đại đức Thích Tâm Phúc, tự đặt tên nhà ở xã Tân Phú Trung thành chùa Ngộ Chân Tử do Phúc trụ trì.